một cái điều gì khiến cho một ông CEO của Thái Công phải đến đây? Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công, người yêu của anh. Em thấy là cái chương trình này nó rất là nhân văn á, nên em mới quyết định đi thi. Rất là văn minh, nhưng mà nó vừa giải trí mà nó cũng đem một thông điệp tốt cho cái xã hội. Thì nó cũng quan trọng. Thấy nó, nếu mà mình có cái tiếng nói mà mình giúp cho cái chương trình nó tốt hơn được thì. Hello, welcome to Tech Home TV. Huy xin chào tất cả các bạn trên kênh của anh Thái Công. So hôm nay Thái Công với Huy chia sẻ với các bạn vì sao Huy tham gia cái chương trình tên gì? Chương trình Người Ấy Là Ai. Thì ban đầu em nhận được cái lời mời từ chương trình Người Ấy Là Ai thì em cũng hơi có một chút đắn đo. Trong cái chương trình đó là anh thấy vui á, anh thấy cũng thú vị, mà anh rất là ngạc nhiên là đem cái đề tài đồng tính lên TV Việt Nam. Thì em thấy ở Việt Nam nếu mà có những cái chương trình giống như chương trình Người Ấy Là Ai thì em thấy nó cũng là một cái tín hiệu cho thấy Việt Nam mình đang trên một cái bước về rất là văn minh trong cái tư duy đó. Đất nước Việt Nam mình đang phát triển kinh tế rất là tốt, rất là nhanh nữa. Kinh tế mà nó phát triển càng nhiều quá đó thì cái sự đạo đức, cái sự tử tế, cái sự công bằng nó càng thấp đi. Anh nghĩ là mình đóng góp cái chương trình này cho người ta hiểu được là cái người đồng tính là người sống như là tóc đen, tóc vàng, lỗ mũi cao, lỗ mũi thấp. Đó là một cái sự bình thường, không có cái gì mà để kỳ thị. Cái đó là cũng là cái mục đích mà em muốn tham gia cái chương trình này anh. Tại vì thực sự là cái mà em thấy được là những cái người ta có một cái nghĩ sai về cái người đồng tính. Em nghĩ là khi mà em cũng lớn lên như là một người con trai bình thường và cũng đi học mà đại học và cũng làm đem lại những cái lợi ích, những cái việc có ích cho xã hội. Và em cũng muốn dùng cái hình ảnh của mình để nói, để cho những người xem chương trình người ta có một cái nhìn khác về người đồng tính. Từ đó thì Huy muốn dùng cái hình ảnh của mình cũng giống như là Phương Giang, là những người có những cái suy nghĩ rất là tích cực về cuộc sống và muốn chứng minh cho mọi người có một cái hiểu đúng về cái người trong cộng đồng LGBT. Và qua phần đó thì cũng sẽ giúp cho những cái bạn mà chưa có được cái sự tự tin, và mình sẽ bước ra ánh sáng và sống một cái cuộc sống của mình. Vì mỗi người chỉ sống có một lần mà mình phải sống làm sao cho đáng. Em thấy là cái chương trình này nó rất là nhân văn á, nên là em mới quyết định đi thi. Rất là văn minh, nhưng mà tại nó vừa giải trí mà nó cũng đem một cái thông điệp tốt cho cái xã hội Việt Nam. Dĩ nhiên trong một cái xã hội cũng có vài người người ta chưa hiểu biết, người ta cũng còn kỳ thị, nhưng mà nói chung bên Âu Châu thì không ít ai kỳ thị lắm. Em tự nhiên em ở bên Đức mà em nói tôi nghĩ người khác kỳ thị người Á Châu, vì cái người Á Châu người ta đâu có hạnh phúc, người ta đâu có vui được, làm sao người ta làm việc tốt được. Vậy anh nghĩ một cái đất nước mà không có kỳ thị đem cho một cái người dân hạnh phúc. Em cũng hy vọng là một ngày nào đó Việt Nam mình cũng sẽ có một cái tư duy thoải mái hơn và đem lại một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúng ta mà càng bớt kỳ thị đi á, thì cái xã hội nó mới hòa bình được, người ta mới hạnh phúc được, một cái thế giới nó mới văn minh được. Thay gọi là sự văn minh là sao? Cái sự văn minh là nó từ đó ra, nếu mà chúng ta mà hạnh phúc trong một cái xã hội mình ở thì cái xã hội mới gọi là xã hội văn minh. Mình đi du lịch càng nhiều, mình thấy càng nhiều thì mình bớt càng kỳ thị đi. Thank you.
Ok, bây giờ Yves Van Thái Công đang ở Times Square, New York. Ngày đầu tiên đến New York, trời cũng khá là lạnh. Mà hai đứa mình tìm gì? Rồi đâu? Rồi che mát rồi đã. Không biết được rồi. Ôn nhà vắng sẽ even rồi. Mình không biết cái mình mới kỳ thị nó là ô cái đó là nó nguy hiểm, cái đó cái gì nó xấu xí, cái gì nó làm chúng ta bị cái gì là mình đi kỳ thị đi. Mà thường mà cái người mà ta hiểu biết càng nhiều á thì người ta không kỳ thị nữa. Em biết ở bên Đức cách đây khoảng mười mấy năm trước á, người Việt Nam mình bị kỳ thị rất là lớn ở bên Đông Đức. Nó, người ta bị kỳ thị nó nổi mà mấy tụi Đức nó lấy mấy cái bình xăng em, nó bỏ xăng vô, nó bỏ gọi là Molotov, nó bỏ cái bãi lên nó đốt lửa và nó liệng vô nhà người ta. Nó kỳ thị người Việt Nam vậy, có nghĩa là mấy người Việt Nam mà ở trong nhà bị nhà bị cháy luôn á. 24. August 1992, Rostock-Lichtenhagen, eine Plattenbausiedlung brennt. Ein Wohnheim für Asylbewerber und das Nachbarhaus, in dem Vietnamesen leben. Vor den Kameras der Fernsehsender Bilder eines Freudenfestes. Und dann diese Szene. Ein Mann löst sich aus der Menge und wirft einen Brandsatz gegen die Fassade. Das Bild des hässlichen Deutschen geht um die Welt. Chúng ta rất là tự hào một cái đất nước đang phát triển, không phải là kinh tế không, chúng ta phát triển về tư tưởng và chúng ta phát triển về cái tư duy, là chúng ta một cái xây lên một cái đất nước, hay còn gọi là đất nước chỉ có hạnh phúc nếu cái đất nước là công bằng. Vì sao người đàn ông với người đàn ông không được đám cưới với nhau, hay là người đàn bà hay người đàn bà không được đám cưới với nhau, thì nếu mà không làm được thì nó sẽ bất cái sự công bằng. Và cái công bằng này nó liên quan về tiền bạc. Nếu người đàn ông, người đàn bà cưới nhau thì ông chồng hay là bà vợ đi làm thì cái tiền thuế thu nhập đó, nó ít hơn nhiều của cái người độc thân. Bên Đức mà em độc thân mà em đi làm là em đóng tới 50% cái tiền thu nhập của em. Thì em với anh sống với nhau mà tự nhiên em đi làm một công ty, anh làm một công ty mà em phải đóng hết 50% thuế. Anh đi làm chỗ khác anh cũng phải đóng 50% thuế tại anh là người độc thân. Mà em cũng người độc thân tại anh với em không có được cưới nhau thì em thấy đâu có sự công bằng. Có nghĩa là mình sống, mình đi làm, mình đóng một thuế bình thường. Nhưng mà tại sao mình phải đóng thuế nhiều hơn cái người phụ nữ với người đàn ông cưới nhau, người ta đóng thuế? Anh thấy đâu có công bằng đúng không? Tới nói mà thí dụ cái di chúc đi, để là gia tài. Thí dụ anh với em á, bây giờ mình làm cái công ty này lên, mình biết cái công ty này một cái giá trị rất là lớn đi. Mà tự nhiên á, bây giờ anh chết mà anh để cái gia tài, tất cả đây là anh để lại cho em. Thì á, theo bên Đức á, là nếu mà em là chỉ một cái người bạn thôi á, là em chỉ lãnh 10.000 euro tiền free không đóng thuế. Còn thí dụ anh để cho em 1 triệu đô la lại thì em phải đóng thuế 990.000 euro, đóng thuế 50%. Có nghĩa là em có nhận cuối cùng nhận có khoảng 500.000 thôi. Còn 500.000 kia là em phải bỏ vô thuế, em đóng hết 50%. Còn nếu mà anh với em mà có cái giấy đám cưới với nhau đó, thì nếu mà anh thưởng cho gia tài đó thì em đóng chỉ có 10% tiền thuế thôi. Có nghĩa là em thấy cái sự công bằng nó không có. Đó thì bởi vì người ta mới tranh đấu cuối cùng là không phải là làm một cái tờ giấy hôn nhân không đâu. Người đang tranh thấu một cái sự công bằng xã hội với nhau. Thí dụ á, nếu mà anh với em sống chung với nhau, mà thí dụ mà anh bị xe đụng, anh vô nhà thương, và lúc đó anh bị bất tỉnh, anh nằm nhà thương, thì cái lúc đó trong luật lệ đó là chỉ người gia đình, vợ, con, ba mẹ mới được vô thăm. Thì cái lúc đó em không được vô. Em tưởng tượng em sống với anh 10 năm, 20 năm, 30 năm mà cuối cùng em không được vô. Em với anh là đám cưới với nhau thì lúc mà anh có gì xảy ra trong bệnh viện thì theo pháp luật là em được vô phòng. Thật sự là anh nói ra em cũng hơi ngạc nhiên em chứ còn thực sự ra những cái người bình thường người ta nghĩ là những người đồng tính người ta đấu tranh vì đám cưới là chỉ là vì tình yêu thôi, nhưng mà đằng sau đó nó còn có rất là nhiều những cái liên quan đến một cái cuộc sống, cái sự công bằng của trong
những cái giới trong xã hội, đúng không anh? Cái là một cái suy nghĩ của một cái người không đồng tính á, người ta muốn áp đặt vô, người ta tưởng là mình muốn copy cái xã hội bình thường. Thực sự là mình đâu có muốn copy ai đâu. Mình đám cưới là không phải là mình muốn copy cái xã hội, mình muốn đám cưới, mình đám cưới về cái quyền lợi của mình khi mình đám cưới, chứ không phải là mình nói mình làm đám cưới, hay là mình muốn copy một cái người sống là vợ và chồng, mình muốn copy lại vợ chồng. Các bạn thấy Thái Công đàn ông, Thái Công đâu làm vợ được. Huy cũng người đàn ông, cũng đâu có làm vợ được. Người đàn ông chỉ làm chồng thôi. Ở đây không ai làm vợ hết trơn á. Đây hay là hai người đàn ông hết, hay là hai người phụ nữ mà cưới nhau, một cặp với nhau thì là hai vợ và vợ, chứ không có là vợ và chồng, không có người đàn ông với chồng hết trơn. Bởi nên nó không có. Vậy cái đó là một cái sơ hiểu lầm trong cái tiếng nói là vợ chồng. Nhưng mà trước khi Thái Công chưa đám cưới nhau thì cũng chưa gọi là chồng, bởi vì gọi là bạn trai. Nhưng mà đám cưới xong rồi mới gọi là chồng mới được, giống như nam với nữ cũng vậy nữa. Nếu mà chưa đám cưới thì mới gọi là bạn gái thôi. Nhưng mà cưới xong mới gọi là bà vợ tôi. Thì nếu mà Thái Công với Huy cưới nhau rồi thì mới gọi là Huy sao nói là đây là chồng tôi, và Thái Công nói là đây là chồng tôi. Cái là tiếng nói như vậy. Lúc này là ba mẹ anh bao nhiêu tuổi ạ? Trên cái hình này là ba anh là 92 tuổi và má anh là nhỏ hơn ba anh 38 tuổi. 38 tuổi. Thì lúc đó mới có 50 mấy tuổi thôi đó. Thì em cũng tò mò, chắc là chuyện tình của ba má anh cũng dễ thương lắm đúng không? Nếu mà hôm nay là chắc là big scandal đó em. Dạ đúng rồi. Huy cũng có mối quan hệ rất là thân thiết với lại là mẹ của anh Thái Công, giống như là một cái người mẹ thứ hai của mình vậy đó. Thì và mẹ của anh Thái Công là một người rất là văn minh, mặc dù bây giờ là mà mẹ của anh Thái Công vừa mất trong năm qua. Thì nhưng mà cái Huy trong cái vòng 6 năm mà quen nhau thì Huy với anh Thái Công có những cái khoảng thời gian rất là đẹp bên cạnh mẹ của anh Thái Công. Và mẹ của anh Thái Công là một cái người rất là thương yêu mà con của mình, và mà của anh Thái Công có từng nói với Huy rằng là các con cứ sống làm sao mà mình thấy hạnh phúc nhất là mama sẽ thấy hạnh phúc. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên đền chẳng tà soi bóng. Mẹ yêu chuyện này thì Huy cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ và một người chị và một người em gái, là những người rất là hiểu và rất là ủng hộ Huy. Cái điều mà Huy làm Huy bất ngờ nhất đó là ba của Huy. Cái đó là cái tưởng tượng của mình, nhưng mà không ngờ thực tế nó diễn ra, nó ngoài cái sức mong đợi của Huy. Và ba Huy cũng là một cái người rất là văn minh và ủng hộ, và cũng chứng tỏ qua cái đó là Huy cũng thấy được cái tình thương mà ba mẹ dành cho Huy rất là nhiều. Thái Công muốn hỏi là người cha mẹ nào đẻ ra một đứa con mình yêu con mình hết. Không bao giờ người ta đẻ một đứa con mình ghét con mình hết. Vậy nếu mà người mẹ, người cha đẻ đứa con ra thì tôi làm tất cả cái gì để con tôi hạnh phúc. Nếu mà tôi yêu con tôi thật sự thì tôi làm tất cả cho con hạnh phúc. Bởi vậy tôi không có giấu giếm, tôi không phải là vì một cái bà ở kế bên vì cái ông cậu bà gì nói xấu cái gia đình mình sẽ giấu con cái mình. Lúc đó mình không có thương con mình, mà nên mình thương hàng xóm, thương thiên hạ, chứ không phải là mình thương con mình, thương cái sĩ diện của mình tốt. Cái đó là cái ích kỷ. Nếu mà mình ích kỷ cho mình không có yêu mình, yêu mình và mình muốn cái sĩ diện của mình cho xã hội, cho người khác xem, thì lúc đó mình không có yêu con mình và mình chỉ yêu mình thôi. Cái là cái đầu tiên. Bởi vậy các bạn đang đồng tính, các bạn cứ nói cha mẹ là con hạnh phúc, Huy rất là hạnh phúc và ba mẹ rất là tự hào con một người rất hạnh phúc. Thì ba mẹ mình lúc nào cũng muốn con mình hạnh phúc chứ. Thì nếu mà con nói con rất hạnh phúc với cuộc sống của con thì ba mẹ không còn sợ, ba mẹ đừng có lo, không có gì chơi, không có gì lo chứ. Và ba mẹ cứ tiếp tục thương con để con sống cuộc sống của con. Và anh thấy cái người đồng tính mà nói cho ba mẹ mình nghe đó, mà ba mẹ mình mà yêu mình thật sự luôn á, thì là rất là đem một cái sự rất là thông cảm và bảo vệ con mình á. Thế giờ tại sao con mình nói như vậy mà mình đi chửi con mình?
và sao mình nói mình đuổi con mình đi ra. Thì nếu mà con má anh đó là anh thấy là cảm giác là má anh thương anh lắm luôn á, má anh bảo vệ anh rất là tốt. Vậy cái lúc đó mình mới thấy là mình có một cái người mẹ rất là ý nghĩa, mà người mẹ thương mình thật sự. Tôi là người cha mẹ, tôi sẽ ủng hộ tất cả mọi cách để làm cho cuộc sống của con tôi hạnh phúc. Thực sự là em thấy mình rất là cảm giác như bản thân em và như anh cũng là những người rất là may mắn khi mà được gia đình lúc nào là những người ủng hộ và rất là thông cảm khi mà nói ra là chúng ta là người đồng tính. Thì bây giờ ai xem cái chương trình này mà mình đang đồng tính mà mình chưa kể cho ba mẹ mình nghe, thì đầu tiên các bạn phải giải nghĩa là đồng tính là gì. Bởi người thường là cha mẹ mình cũng không biết đồng tính là gì, đúng không? Người ta nghĩ cái đồng tính là cái bệnh. Thì tôi không muốn đem đến cho các bạn và khán giả xem ở nhà là cái người đồng tính mình không có lựa chọn. Mình giống như là mình đẻ ra mình tóc đen, mình đẻ ra mình tóc vàng, mình mắt xanh, mình lùn, mình thấp. Cái đó là cả ông trời đẻ ra như vậy. Cái đó không phải là cái bệnh gì hết. Nếu mà cái bệnh đó, thì người ta cũng có thuốc người ta chữa rồi. Thế năm 2020 người ta tìm cái thuốc khác chứ người ta không có tìm cái thuốc mà chữa bệnh cái người đồng tính thành bình thường lại. Không quan trọng cho hiểu rằng là không có hại người khác. Nếu bây giờ anh với em chung ở chung với nhau mình có hại người khác đâu. Em biết trong xã hội có rất là nhiều người nổi tiếng, từ chính trị gia đến nghệ sĩ, họa sĩ, làm nhạc, thiết kế thời trang, rất là nhiều người đồng tính. Cũng như là tỉnh trưởng của Hamburg của anh hồi xưa đó là cũng đồng tính, tỉnh trưởng ở Berlin cũng đồng tính, hay là thủ tướng của Luxembourg cũng đồng tính, có là bên chính trị gia rất là nhiều người đồng tính, hay là bên nghệ sĩ là rất là nhiều rồi, thời trang là như ông Tom Ford là cũng người đồng tính, ông Karl Lagerfeld người đồng tính, nhạc như ông Elton John, tất cả là người đồng tính hết. Nếu mà em tưởng tượng mà nếu mình ta chúng ta kỳ thị những người đó thì chúng ta sẽ thiếu rất là nhiều những cái mà cái cuộc sống nó làm chúng ta còn đẹp hơn. Và em cũng hy vọng là qua cái chương trình này sẽ là một cái phần đóng góp, cũng như là muốn những cái người mà có tầm ảnh hưởng đến xã hội sẽ sống với giới tính thật của mình để đem lại một cái cuộc sống tốt đẹp, để đem lại những cái kiến thức đúng cho mọi người. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Yeah, hôm nay Thái Công với Huy tham gia một cái chương trình rất là hot ở Việt Nam. Tên là Người ấy là ai? Và Huy là rất là hot luôn với nhau. Và hy vọng qua chương trình này thì Huy với Thái Công sẽ đem những cái thông điệp thật là ý nghĩa để những người đồng tính ở Việt Nam và trên toàn thế giới, và chúng ta hãy sống một cuộc sống thật là hạnh phúc. Và những người mà nổi tiếng ở Việt Nam, những người mà có power Việt Nam, Thái Công xin xuất hiện càng nhiều để cho và chúng ta có một cái đất nước thật là văn minh và công bằng. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình của Thái Công và hẹn gặp lại. Cảm ơn và hẹn gặp lại. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.